Thế không thì cứ khám phá đi. Còn tính của anh là không thích cãi nhau. Cái anh nói chuyện hơi nhỏ. Cãi nhỏ là tại vì anh nhìn thấy em anh vui đó. Tại vì hồi nãy giờ cũng có nhiều cái mà có nghe đột thiệt nhỏ quá. Anh cố gắng nhưng mà thật sự nhìn thấy thấy em anh thấy hơi run. Dạ, tại vì em nghĩ mình công trình này kia thì mình cũng nói chuyện mạnh mẽ lớn tiếng hơn xíu. Ở ngoài công trình thì quen hết rồi nhưng mà giờ sao quen hết được khi gặp người dễ thương nha. Dạ, anh thương ạ. Ca giới thiệu mình cho bên kia nghe luôn nha. Đầu tiên xin kính chào chương trình, chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn bên đấy. Em tên Phạm Văn Toàn, em đến từ Nam Định. Hôm nay em 30 tuổi, em đang là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng ở đâu em? Hiện tại em đang làm ở 57 Phan Đăng Lưu. Tức là thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Còn em nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Cao Thị Thúy Ngân, em đến từ Bình Định. Em là nhân viên kinh doanh ở quận 12 gần đây luôn ạ. Bây giờ em nói cho chị biết cái ưu điểm và nhược điểm của em coi nào. Ưu điểm của em thì em cũng vui vẻ, thích con nít, yêu động vật, thích đi phượt, với lại thích đi những cái chương trình thiện nguyện. Nhược điểm thì em hơi nóng tính. Tính thì hay quên, hơi chơi dơ với bạn thân, chị chơi dơ mà giữ lầy. Ví dụ như giỡn với em thì em sẽ nhéo mà bầm thì thôi. Thì cái đó em... là giỡn lầy đó. Dạ. Còn chơi dơ là sao? Chung là em lấy nước mắt này kia, dạng như em cười ra nước mắt là em lấy em trét cái chỗ mà chỗ bầm đó chứ. Trời ơi, vậy là vui thôi. Nhiều khi mình nói chơi dơ, người ta không biết, ta nghĩ là nó nặng lắm, không có đâu. Đó là vui nhẹ nhàng thôi nha em gái. Dạ. Bạn trai, ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em biết dọn dẹp từ nhà, nấu cơm nước gì đấy. Rồi em nói nhỏ tới mức mà chị phải qua đây, chị nghe đây nè. Em run run quá. Rồi em mà mở rào em còn run hơn. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em hơi nhây. Rồi giống nhau nhây hai người. Yên tâm, bên kia cũng nhây với lại lì như vậy. Nhây nhau được rồi. Đường tình em... duyên xong. Trước giờ thì em cũng chỉ có 3 mối tình thôi. Một mối tình thì thời đấy chịu nhi quá. Cái mối tình thứ hai thì nó cũng ngắn ngắn thôi, hơn năm thôi. Và mối tình cuối cùng cách đây khoảng 4-5 năm ấy. Quen được khoảng 2 năm rưỡi. Cái lý do mà em chia tay là gì? Em là dân xây dựng, đi công trình nhiều á. Ít thời gian để bên cạnh để chia sẻ hai đứa xa nữa. Chứ không phải là em đào hoa hả? Em đào hoa thì em đâu có ế đến bây giờ. Nghĩa là ngày hôm nay em đến đây em có nghĩ là em sẽ gặp được một cái nửa chính xác của mình không? Em hy vọng như thế, còn cái suy nghĩ của em bây giờ mông lung quá, không hình dung được bạn ấy như thế nào. Nhưng mà em có cái mẫu người lý tưởng không? Có chứ ạ. Ví dụ? Nếu giống ai thì đấy là của người ta rồi. Đường suy nghĩ đơn giản lắm, mà đơn giản không biết. Mà không biết ai? Cũng là phức tạp lắm. Tháng cả một vòng vậy thôi. Xinh gái đấy. Sao đẹp gì? Mà tại sao lại ế? À đúng đó. Thứ nhất là cái môi trường làm việc của em ít bằng nam, hoặc là nam có vợ hết rồi chị. Em dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. 3 luôn hả? Dạ. Mối tình đầu tiên thì em kéo dài được 4 năm thì em yêu xa. Và mối tình thứ hai thì em được mẹ của anh đó làm mai cho em vài tháng à. Mối tình thứ ba thì em với dạng như cũng tìm hiểu sơ vài tháng à. Vậy cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Lý do gì mà dạ, chia tay? Dạ cái mối tình thứ hai là em sau này em mới nghe cái chị bạn của anh đó nói là dạng như là chỉ bảo là em nạt anh đó mà em không biết em nạt gì luôn. Bởi vì cũng qua người thứ ba mà tôi thấy đàn gái tôi chịu lắm rồi đó. Tôi cũng chịu đàn trai mà. Trai cũng nhưng mà bên kia có mong muốn người mẫu lý tưởng của mình thế nào không? Dạ người mẫu của em thì cao khoảng 1m68 trở lên là được rồi. Tròn tròn bóng biển như anh Quyền Linh nhưng mà đừng có đen như anh Quyền Linh. Chết rồi. Tại vì em đen rồi mà gặp bạn có đen. Em mà đen cái gì? Trời em mà đen ai trắng trời. Trời đất. Lỡ bạn em đen nữa anh để con là mọi. Đen. Mà dân công trình á là ai cũng đen hết nha. Đúng rồi. Dạ thì em mong muốn là lắng nghe, quan tâm, nhường nhịn nhau. Để hiền lắm không? Bây giờ không nói tiếng nào nói nhỏ nhẹ. Gây lộn chắc muốn nghe đâu. Em đã chuẩn bị đầy đủ gọi là những cái nền tảng tối thiểu để mà mình lập gia đình. Em đã chuẩn bị cái gì rồi? Tại chị nhìn này nè, chị mới hỏi em đó. Em có căn nhà mơ ước giống vậy chưa? Em đang dự định tương lai sẽ có khả năng là mình sẽ tự thiết kế. Còn hiện giờ là em đang ở đâu? Tại công trình luôn ạ. Bây giờ mình cứ đi theo công trình rồi công trình ở đâu mình sẽ ở đó. Giờ em xác định là sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn thôi. Công trình chỗ nào mình sẽ có mặt chỗ đó? Dạ đúng rồi, làm đẹp cho đời mà chị. Cỏ nó tốt tươi quá, em đến em làm xây ngôi nhà đẹp. Sau đó em đi thôi. Em nhớ cái chi tiết đấy nhé. Rồi xong tí em hỏi xem là nếu mà có quen nhau thì chúng ta sẽ như thế nào, có kế hoạch như thế nào nhé. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bạn của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay. Em là Trang, bạn của Ngân. Em có nhận xét về bạn bên trai là nói chung cùng nhìn cũng được, vui vẻ. Dạ, thấy hai người hợp không? Dạ cũng hợp ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em trai và một cô em đồng nghiệp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân và dạ, xin chào chị ạ. Em thấy chị bên này thì cũng ok anh. Em mà ngồi như anh kia thì em cũng bấm nút à. Có mày có vợ rồi đấy, cẩn thận đấy. Em thấy anh chị nên trao nhau cơ hội, hai người rất hợp ạ.
Bạn em chỉ nói là ý là nói em phải bấm nút đó. Hiểu không? Cảm ơn em trai. Em nhắc bài rồi đó. Trai có tật xấu gì không? Đâu nào, đừng hỏi chi nãy hỏi rồi. Tật xấu của em là ăn như lợn mà ngủ như heo. Anh em còn tật xấu gì nữa không? Đã chỉ có đấy thôi ạ. Với lại có uống ít rượu bia nên là có hút thuốc lá đấy ạ. Nhưng mà anh em nấu ăn rất ngon ạ. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Thời gian của em đó. Dạ vâng. Anh có quà tặng em. Dạ, hy vọng là sau này nó sẽ là cái nhà thật mà có em trong đấy. Dạ, anh cảm ơn. Dạ, em rất là thích xương rồng nên em tặng anh xương rồng và em muốn rằng như anh sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống như cây xương rồng này ạ. Cảm ơn em, anh cũng thích xương rồng. Em nhìn thấy anh thì em cảm nhận thế nào? Dạ, em thấy anh thì cũng hiền. Mà không biết sau này có hiền không thì không biết. Hiền hay không thì cứ khám phá đi. Còn tính của anh là anh không thích cãi nhau. Thế anh nói chuyện hơi nhỏ. Anh nhỏ là tại vì anh nhìn thấy em anh vui quá. Dạ, tại vì hồi nãy giờ cũng có nhiều cái mà không có nghe được thiệt. Nhỏ quá. Anh cố gắng nhưng mà thật sự nhìn thấy em á, anh thấy hơi run. Dạ, tại thì em nghĩ mình công trình này kia thì mình cũng nói chuyện mạnh mẽ, lớn tiếng hơn xíu. Ở ngoài công trình thì quen hết rồi nhưng mà giờ sao lại quen hết được khi gặp một người dễ thương như em. Dạ, anh Trung ạ. Bây giờ hát bài cho lớn lên cho bạn gái nghe đi. Nếu mà em hát á, thì ngày mai em không phải mua trứng để ăn sáng đâu. Em không hát được, không biết làm thơ không? Còn thơ con cóc, thơ của mấy anh em xây dựng. Bởi anh là trai xây dựng. Cuộc đời chỉ gắn bó với xi măng và những đêm dài bê tông trực chiến. Có nghĩa là những sẽ vắng nhà quanh năm. Những ngày lễ em sẽ cô đơn một mình. Hãy hiểu cho anh, bởi anh là trai xây dựng. À, là đọc rồi đó phải không? Dạ. Tôi tưởng nãy giờ ông phân trần bằng văn xuôi với cổ không à? Em chẳng toàn đều vậy. Anh cho em hỏi là ví dụ sau này thì anh có dự định gì về tương lai không ạ? Ví dụ như là anh lập nghiệp trong này rồi xây dựng gia đình rồi ví dụ mình sẽ xây nhà ở riêng hay là về quê hay là như thế nào ạ? Cái dự định của anh là anh sẽ lập nghiệp trong đây. Nếu mà có thể kết hợp với nhau thì anh sẽ cố gắng hai đứa kiếm một cái nhà đấy để mình ở. Em cười dạ, dạ tức là em muốn hỏi anh là dạng như anh sau này dạng như anh có thể làm công việc dạng như cố định á, cố định không có đi nhiều á, tại vì thường em thấy công trình thì có thể là mình đi trong thành phố nhưng mà cũng có thể đi tỉnh rất là xa. Công việc của anh mà cái mơ ước anh chọn rồi á thì nhiều khi nó cũng sẽ nay đây mai đó thôi. Cái thời gian để dành cho gia đình thì anh sẽ cố gắng sắp xếp, cố gắng hiểu anh cái. Em có ghen không? Dạ em thì lúc ghen thì cũng ghen dữ lắm mà lúc không thì ghen luôn anh. Không, lúc ghen thì ok, còn lúc không cần ghen là biết là mình như thế nào đấy, làm cầu chuẩn bị. Dạ không, nhiều khi đâu có phải là không ghen là không yêu đâu anh. Anh không nói gì đâu, ý nói là đã ghen xong rồi á. Xong đến lúc mà hết ghen rồi là nó khác rồi. Dạ dạ đúng rồi. Tan hoang cửa nhà. Rồi chán nhau rồi không còn buồn ghen nữa. Dạ. Anh thì anh tính của anh không thích cãi nhau. Nên mỗi lần có mà cãi nhau á, thông cảm cho anh khi anh bỏ đi. Nó là bình tĩnh nói chuyện. Dạ. À, tính của anh là như thế. Tại vì cái công việc của em thì hiện tại thì thật sự là chưa có ổn định. Có thể là công việc của anh ổn định nhưng mà dạng như anh đi lại nhiều quá thì em cũng không thích lắm. Với lại em cũng muốn có thể là khi mà mình có thể sau này có thể xây dựng một em thích kinh doanh. Nên thành ra em muốn dạng như sau này mình sẽ kinh doanh một cái mảng gì đó về làm đẹp. Thì em muốn anh sẽ hỗ trợ em, còn anh đi nhiều quá thì em nghĩ khó có thể hỗ trợ được ạ. Kinh doanh anh cũng thích nhưng mà tại vì cái ngành mà anh đang chọn là anh yêu nó hơn. Nên là nếu như sau này á mà cần sự em cần cái sự giúp đỡ của anh á thì lúc đấy có thể anh sẽ ở bên cạnh em. À, dạ không, cái ý của em á là dạng như anh vẫn làm cái nghề của anh à. Nhưng mà anh có thể ở gần để anh hỗ trợ về tinh thần này kia với em, không có phải là anh phải làm chung với cái ngành của em. À, cái đấy thì anh sẽ cố gắng. Em phải chứng minh bây giờ làm sao để tạo niềm tin cô gái nãy giờ cũng đang lo lắng đó, cái điều đó đúng. Dạ. Không có một người phụ nữ nào muốn chồng mình ngày đêm đi hoài không biết đi đâu hết trơn. Tại vì ví dụ như em kinh doanh thì anh cứ đi hoài, nhiều khi em bị vấn đề gì đó em đâu chia sẻ được với anh trực tiếp đâu. Nên thành ra em cần sự hỗ trợ về tinh thần là nhiều hơn. Thì anh ở kế bên thì sẽ hỗ trợ được nhiều hơn. Chứ còn anh ở xa quá nhiều khi cũng không có chia sẻ được nhiều. Dạ. Thật ra nếu mà anh ở xa ấy, chỉ cần em nói cần anh thôi, anh sẽ xuất hiện.
Không, cái đấy làm được. Là khi mà em kêu tên anh là anh xuất hiện liền luôn hả? Đúng rồi. Giờ nói được mà chừng đó không biết làm được không à? Anh nói được nhưng mà khoảng 80% thôi. Là kêu không phải là Bụt ơi là Bụt xuất hiện, mà phải 3 tiếng sau hoặc là 3 ngày sau Bụt sẽ xuất hiện. Nhiều khi Bụt đang ở xa đó. Con trai con gái quan điểm? Theo anh thì ví dụ như trai gái thì anh thích trai hay gái hơn? Con nào cũng là con. Em sinh mà anh có sinh đâu. Thì em miễn sao sau này lớn lên nó yêu thương anh thôi, đừng yêu thương em. Dạ. Nhưng mà em cũng hay bệnh lặt vặt. Ví dụ như em bệnh thì anh ở xa quá, ví dụ em gọi anh về không kịp thì đâu có ai cạnh em đâu. Nếu em ở Sài Gòn này thì có thằng chú anh mà. Có chú bác à, nhưng mà em trai anh á. Dạ, nhưng mà nhiều khi ví dụ như lúc đó thì em cần anh hơn sao? Anh nói em là lúc em cần anh sẽ cố gắng để xuất hiện trong thời gian nhanh nhất. Toàn hãy nói một câu gì đó để chứng minh mình sẽ là một chỗ dựa rất gần với người thân yêu của mình. Tại vì em cần anh phải có lập trường. Đúng. Dạ, lập trường phải vững. Tại vì em đã từng chia tay bạn trai không có lập trường. Cuối cùng anh muốn nói là gì? Nếu có thể thì hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Hãy quyết liệt lên Toàn. Lời con nói hoa mỹ đến đâu á, em cũng chỉ nghe thôi, nhưng em không thấy. Anh không muốn nói nhiều. Không phải cần hoa mỹ, nhưng chúng ta phải cần nói cho người đối diện người ta tin mình, em hiểu không? Em cứ chờ chứng minh, chờ biết chừng nào. Thôi, anh bạn mẽ lên anh. Đi, bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả những gì chúng ta nói. 3 2 và 1. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Dạ, em xin lỗi anh, tại vì em cần người có lập trường với lại phải mạnh mẽ một xíu. Toàn cũng rất là chân thành. Dạ. Nhưng mà em thiếu cái quyết liệt trong bất kỳ một cái điều gì. Nếu như mình làm việc hay gì đó mà mình thiếu quyết liệt á thì đối phương cũng cảm nhận là hình như anh chưa có quyết chí gì đó, hiểu không? À, biết anh việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, học làm gì? Dạ, em hiện tại đang làm khách hàng kiểm phẩm cho chất lượng giày thành phẩm trước khi xuất. Rồi, nhà gái nghe chưa? Nhà gái nghe rồi ạ. Nhà gái giới thiệu về mình nào? Dạ, xin chào chú Ngọc Linh và chị Ngọc Lan, bạn nam bên kia. Em tên là Lê Thị Hồng Gấm, sinh năm 1997 đến từ Long An. Long An ở huyện nào cưng? Dạ, ở huyện Đức Huệ ạ. Trời ơi, cảm ơn chị Ngọc Lan. Trời ơi, đồng hương rất vui. Lâu lắm rồi mới thấy một cô gái Long An ngồi ở đây. Rồi, em làm công việc gì? Dạ, công việc của em là cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm thì trước hết là em, cái ưu điểm mà em thấy tự hào về bản thân nhất đó là em là người làm việc rất là chăm chỉ. Em có thể làm việc từ sáng cho đến khuya. Ngoài công việc chính ra thì em tối em còn các cái công việc làm thêm nữa. Em làm freelancer, em có thể dạy online. Thì ngoài ra nếu có thời gian rảnh thì em làm bên phối cảnh công trình. Nhiều vậy đó hả? Dạ, em là con người rất là yêu công việc. Nhưng mà đến lúc cũng là một cái khuyết điểm của em nữa. Thứ hai nữa là em là con người rất là chân thật, thẳng thắn. Em rất là minh bạch và rất là rõ ràng mọi vấn đề. Còn có tật xấu gì không? Em cũng không giỏi giao tiếp cho lắm, nhất là đối với các bạn nữ. Cái nguyên nhân vậy cho nên là nhiều khi con người em rất là khô cứng, hơi nguyên tắc xíu á. Rồi mình tới khuyết điểm, ưu điểm của nhà gái nào? Dạ, ưu điểm của em là em có thể làm việc nhà, quan tâm đến người khác. Dạ, khuyết điểm là hay nóng tính. Nóng như thế nào? Dạ, nóng tính nhưng mà dễ nguội lắm. Nóng quá thì em làm gì? Ngồi có suy nghĩ lại. Cái gương mặt này tôi thấy không có nóng rồi đó. Nóng nộ. Con gái Long An đó. Tức là họ có thể ào ào, họ nói chuyện rất to nha. Họ ào 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 nhưng mà cái bụng không có cái gì hết trơn. Có không? Cái bụng có gì không? Cái bụng không có cái gì hết trơn, thiệt. Thiệt không? Thiệt, sáng giờ chỉ có tô mì quảng thôi chứ không có gì hết. Em có mấy mối tình rồi? Cái hồ sơ tình ái của em rất là sơ sài cho nên là em chả biết kể như thế nào hết. Lúc nhỏ thì cha mẹ, gia đình người ta nuôi cho ăn học. Rồi công việc nó lu bu, rồi nó bận suốt này em cũng chả có thời gian để yêu đương hết trơn rồi. Rồi cái sau này tới tuổi 29, 30 gì đó thì gia đình người ta hối. Rồi em, hồi đó em cũng có quen được một bạn, 2015 à, bạn đã sinh năm 96. Quen mấy năm? Quen thì tính thức là em nghĩ là 2. Trời ơi. Nói chung là thành của cỏ gì đây? Dạ đúng rồi, đây là người bạn, đây là người yêu. Dạ, còn đây là người em ngưỡng mộ. Người cái yêu cũ. Cái có gì đem vậy? Đây cho coi cái người gì? Yêu cho cũ. Cho coi vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, rồi ai nữa? Ca sĩ Quỳnh Trang. Này ai đây? Trời ơi, sao mà con gái đẹp như vậy? À, cái bạn này thì em tìm trên mạng thôi. Trời ơi, anh này cũng lãng tử này. Em ước có một lần em gặp bạn đó rồi. Nhìn bạn đó rất là hoàn hảo, rất là thùy mỹ, rất là hoàn hảo trong mắt em. Rồi, Quỳnh Trang, em thích ca sĩ nào, nghệ sĩ nào? Dạ, chú Quỳnh Linh đó. Chú Quỳnh Linh đó. Chú Quỳnh Linh đó hả? Ai?
còn ai vô đây nữa? Quỳnh Liên. Quỳnh Liên. Bên đây là Quỳnh Trang, đây là Quỳnh Liên. Quỳnh Liên là Quỳnh Linh. Mỗi người có quyền có thần tượng của họ ha. Còn em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ 7 năm ạ. Sao chia tay vậy em gái? Dạ tại vì thấy anh bạn nam không còn thời gian dành cho em nhiều nữa. Cái này không được rồi. Cái này là vô tâm nè, đúng không? Dạ đúng. Bỏ. Mối tình thứ hai? Dạ không, đó là em mới nói là mối tình thứ hai. Ủa vậy hả? Còn mối tình thứ nhất? Dạ mối tình thứ nhất là quen năm cấp 3 và lúc em lên đại học thì... Sao chia tay? Dạ tại chắc là vì khoảng cách á. Em đi học đại học rồi mình thấy ở dưới quê. Quê đâu? Dạ em đi học ở Sài Gòn, bạn ấy ở Long An. Trời ơi. Ở Long An, Sài Gòn có 30 cây số. Sát bên mà khoảng cách cái gì? Cái đó là do chưa yêu nhau lắm thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh và chị của em. Dạ thì lời đầu tiên em xin gửi lời chào và lời chúc đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, dạ, bạn nam và khán giả chương trình. Thì em là chị gái của Hồng Gấm. Qua quan sát bạn nam thì chị thấy là bạn nam cũng là chân thật, cũng tràn đầy năng lượng. Hai em có thể tạo điều kiện có cơ hội gặp gỡ và làm bạn do hai em tự quyết định để có thêm một người bạn tiến xa hơn. Rồi. À, nhà trai đi với hai cơ. Dạ em đi với bạn học hồi học ở Nha Trang. Dạ xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Chào gia đình nhà gái. Em học có thời gian học với học ở Nha Trang cũng được 3 năm. Và sau đó quá trình đi làm thì cũng tiếp xúc và hay nói chuyện. Thì cảm thấy học là một người rất là chân thành, rất là nhiệt tình. Nếu mà mẫu người của học thì chắc có vẻ đây là đúng cái mẫu người của học mà em cảm thấy trước giờ cái hình mẫu mà bạn thích cũng như là bạn bè hay trao đổi nói chuyện thì có vẻ đây là người rất là hợp với bạn học, kiểu thùy mị, dịu dàng, kiểu nết na và hướng về gia đình nhiều, thì em nghĩ đây là một đối tượng rất là phù hợp với bạn học. Rồi, thôi, mình mở rào. Mở rào. Tấn công đi em. Nè. Học ơi. À, em có... Quà gì lấy cho bạn gái coi luôn. Mở ra. Anh dậy. Ơi. Ngồi đây gắm vào. Lọ lem là phải thử hài của hoàng tử để cho vua cha nào, với lại hoàng thử đi, thử thử đôi mình mang cho bạn gái. Đúng rồi. Sai sai tiêu chuẩn em là gì? Dạ tầm 37-38. Sai sai là 37 nè. Nè bỏ ra dài vô đây. Để em. Đây là giày em hay kiểm phẩm nè. Giày em hay. Rồi em kiểm đúng không? Rồi em để qua anh kia. Tặng chị Lan luôn đi. Tặng chị Lan luôn đi. Đâu đúng rồi, coi. Mang đi thử. Vừa chân không? Dạ một chiếc bên trắng hơi trần ạ. Vậy là phía trên nó ok. Dạ bên trái hơi trần ạ. Bên góp anh hậu anh có quên bỏ giấy gì đâu không? Đâu có đâu. Đúng rồi, đúng sai rồi. Hợp á. Bánh thủ tục nó đầy đủ cái đó. Đầu tiên lễ trước rồi tí bà mai trước đi. Trời ơi cảm ơn em. Mời trước đi anh. Trời ơi tội nghiệp không. Em mời anh. Tụi tao em làm hả? Dạ đúng rồi. Ăn đi. Ăn để cảm giác. Mà rung quá. Ăn mà sao rung quá vậy? Anh là người con thứ mấy trong gia đình? Anh là người con thứ tính là thứ năm. Sau khi mà anh cưới vợ thì gia đình có muốn là có phải làm dâu hay như thế nào? Bởi vì mục tiêu của anh là anh lập nghiệp và định cư trong Nam này rồi, cho nên là về làm dâu thì anh không có được yêu cầu và thực ra mẹ anh cũng không có yêu cầu. Em muốn hỏi anh là ví dụ như sau khi mình tìm hiểu cảm thấy hợp nhau thì thời gian mà tiến tới hôn nhân là bao lâu? Thời anh nghĩ là sang năm. Rồi sau này mà sau khi kết hôn về thì tài chính trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý ạ? Dĩ nhiên là vợ rồi. Dạ em không sẽ không quản lý. Vậy là người nào nói gì? Cái gì vậy? Không có quản lý. Em không giữ tiền hả? Thúc lại ý kiến đi. Thúc lại ý kiến đi. Em muốn nó có cái gì đó là chung với nhau, giống như là chúng có cái quỹ chung, giống như là tiền lương về hai đứa sẽ gộp chung lại rồi tiêu xài cái gì đó thì sẽ chia nhau ra chứ không có. Không có dữ hả? Không. Chưa thấy người phụ nữ nào tốt như em hết. Bây giờ nè, dạ, bước tới. Nắm tay nhau nè. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nè. Cảm xúc thế nào với người đối diện em trai? Em thấy là bạn khá là dịu dàng, nữ tính. Cũng dễ thương. Em thấy cảm thấy như thế nào? Gương mặt của anh thì nhìn thấy có cảm á. Thôi được rồi, nhìn thẳng nhau 30 giây nào để đưa ra quyết định chính xác. Để xem đôi mắt ấy như thế nào. Nó có vương vấn gì với chúng ta hay không?
để xem đôi mắt ấy nó có hợp nhãn với mình hay không. Dạ. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình. Và phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình, trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Chị Lan sẽ đếm nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Dạ. Lý do tại sao em không bấm em gái? Dạ bởi vì khi mà đến đây để hẹn hò gặp gỡ với em mà giống như là còn mang hình ảnh của bạn gái thì em nghĩ là em không thích à. Còn em tại sao em là không bấm nút? Em nói thật là em không có thích bạn nữ xăm mình. Bạn có xăm đâu? Có xăm tay. Em thấy hả? Dạ. Dạ em thấy. Một cái xăm rất nhỏ, rất dễ thương, không vấn đề gì cả. Nói chung em không thích đó là quyền của em thôi. Dạ. Nhưng theo anh á là cái chuyện đó quá nhỏ. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa manh ghép đó ha. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa. Thì đang cảm xúc với nhau thôi chứ cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là đến giờ chỉ nhìn nhau để được nói, để được kia cảm xúc lại với nhau. Thì mình sẽ quan trọng gì đầu tiên, có luôn có hồn mặt, có căng thẳng là có tình yêu tương đỡ lên đất. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định mà chính trái tim của mình các bạn thích và cảm nhận đây là người có thể cho cơ hội để bước xa nữa, mình bấm nút luôn. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm nút để cơ hội để cho người khác. Nhưng khi bấm nút là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm đó. Nha. Nào, quay lại trước. Kiểm tra lại một lần nữa đi. Lắng lòng mình lại, mình lỡ rồi mình suy nghĩ cho chính xác và quyết định cho đúng luôn. Bóp hay không bóp tùy thuộc vào các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Còn đang kiến thức ta là hẹn hò với nhau nào không thể em đi. Em chỉ định sẽ tăng đèn cho nó đẹp. Xem tay vào nhau cho nó tình cảm nè. Đã đến hết. Chúng ta tìm lại hơi ấm cho nhau. Đã đến lúc chúng ta hãy đang tỏ tình yêu đến nhau, tận lúc để chăm sóc với nhau, quan tâm với nhau để cuộc đời đỡ lẻ loi. Em đáng nhé, mở cửa trái tim mình đây chắc chắn sẽ có người chăm sóc lắm. Đừng vui quan cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt. Nó không làm sắp lộ cuộc sống của chị đâu, mình sẽ làm cho cuộc sống của chị mình luôn hơn, thú vị hơn, tiện hơn. Quan trọng là có người con cho chị. Hai người xem phim nó vui đó. Không phải là như chị. Rồi. Cảm giác là sao mà? Mình đó, tôi nữa. Bây giờ mình đọc tiếng gì đó. Trần. Cái con gái này mà chinh phục được nha. Dạ. Nếu cô đến rồi nha. Đồng nay không sao đâu. Dạ. Đẹp có thể đứng mặt bằng ngay mà chỉ phá luôn chỉ là tiếng của mình. Dạ không? Đó. Chúc là chị thành phúc nha. Giờ tôi lo bán nước rửa chén. Nước rửa chén, rửa ly, rửa dĩa được luôn. Ghê chưa? Phải mua nước rửa chén, nước ba sàn, nước giặt xả, nước rửa tay. Mùa dịch tá tế quá. Sản xuất mới có lỗ mà bán hoài nhé. Nhớ mua ủng hộ nha. Đó, xà bông Amity này lên hai người hai cái để người kia ra lấy sản phẩm liền nha, xài hết một ủng hộ nha. Đây là cốt nổi tiếng, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị dễ dàng hơn trong cái việc quý. Đây là một sản phẩm Avacilin lăn cách thơm mùi đến từ châu Âu, hết mùi hôi một tháng cách đến 72 giờ. Đây luôn nhà đi ngang luôn. Bây giờ nhờ nhà trai, nhờ nhà trai cầm liền nha. Đây là bộ son do thép Vina QA gửi tặng cho chị. Còn đây là một phần quà đặc biệt đến từ thép Vina QA, đó là một voucher 20 triệu đồng. Hai anh chị sẽ nhận được phần quà này với điều kiện là phải đăng ký kết hôn với nhau. Yeah. Cầu mong là hai chị sẽ nhanh chóng nhận được phần quà này nha. Những món quà của bạn gái tặng, hãy chăm sóc cái cây đó cho nó lớn theo tình yêu mình. Chúc mừng anh chị. Dạ, em mời chị đi này.
không có sống bên phố dừng xa xa. Nếu đời có họ hẹn, nếu đời có họ hẹn. Cũng mừng, cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò, để tiếng vỗ tay và cầu chúc cho họ sẽ gặp thật nhiều may mắn và chúc cho họ sẽ sớm về nhà chung. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời hẹn đây. Xin mời nhà gái. À, bây giờ có nhà gái bàn người ta rồi đó. Bây giờ giới thiệu mình lớn lên cho nhà gái nghe nào. Dạ, bạn nữ vai trò của mình như vậy. Em tên là Quang Đạt, năm nay 33 tuổi, gốc Việt. Em thì da lai đẹp đó buồn. Sao mở ngoài ra có một cái ảnh. Thế đó là cái đèn cái trí đó em. Dạ. Để em có thể lên bàn có gì em có thể nhớ không? Dạ, em cảm ơn. À, bây giờ hai bạn nói chuyện với nhau đi. Hiện tại em làm ngân hàng ở đâu em? Dạ, ở Bà Con. Bà Con. Dạ. Em có hay lên Sài Gòn chưa em? Dạ có, em cũng đang hay lên Sài Gòn, có việc em lên. Dạ, như là em đây là Sài Gòn. Dạ. Em có Sài Gòn. Hỏi cho nó hết rồi. Anh thì cũng hay, anh cũng chưa đi về miền Tây nhiều. Thì nói là tìm nghĩa là anh dẫn anh đi tệ nổi hay là em có làm tệ nổi không? Dạ không, tệ nổi em cũng chưa đi nữa. Tại đó có gì anh thì chưa đi. Dạ. Đâu rồi con để đi được kiếm. Nghĩ cho con dạ không, biển Cầu Đông thì cũng không được lung linh đẹp bằng biển Vũng Tàu với em. Nhưng mà chụp hình chỉnh chỉnh màu được đẹp lắm. Biển Cầu Đông yêu gì vuông tóc không đẹp. Dạ không là yêu. Mà con là đi thăm cái nhà cổ con coi phim đó. Ừ. Cái đó đẹp lắm đó. Dạ. Chị yêu đó cũng đó. Chị yêu đó. Dạ cũng có vài cái ăn cũng lo có chung thích lên. Dạ. Ôi giời. Hẹn hò sao? Ừ. Sài Gòn Gò Công tính đường đi sao? Thiệt đấy. Ừ thì thứ bảy là anh được chủ. Dạ, thứ tư thứ bảy nhé. Anh thì anh làm được, anh là chủ cho nên anh có thể thời gian cùng các bạn. Dạ. Thì đó là thì xin một con hoặc một cám gì đó. Tùy vào công việc xuất sắc. Thì có thể xuống là phát triển là hy vọng nha, mình có thể đã hoặc là lễ thân cha. Dạ. Mình thấy mình cũng tự tin. Nước thời gian đủ không biết cũng hơi run. Thấy mình nữ đẹp quá lên. Đẹp quá đẹp. Tới tới một vị luôn rồi đó. Đẹp quá anh, không biết đẹp tiếng nào luôn á. Bây giờ đó, bây giờ mình luôn báo thì hát bài nào đó. Ha, có thể luôn nào. Tới gần đó, tới gần đó. Tới gần luôn quá. Anh xin đếm em đứng lên, em đứng lên. Làm cho em tài thơ đi. Có mai rồi. Em chưa được thơ. Còn rồi đó. Xin đếm em đứng lên. Thôi, chết rồi. Thì cái bài thơ này là ba anh cộng nghề anh từ đám cưới của ba mẹ. Dạ. Rồi cách đây khoảng 10 ngày thì cũng phải kỷ niệm 40 năm của ba mẹ. Đó thì xin phép đọc ha. Mai em về, mẹ anh chạy cho em mái tóc vòng bờ, gửi tình em bụng lớn mênh mông, bố gọi tên em là rừng hoa nở, nên giờ đây em như mùa xuân. Chị dạy em quen từng trang sách vở, ở bên đầu ngữ chữ đường tiên. Em sớm hiền ngoan một thời con gái, nửa mai về nhớ kể cho con. Em đến với anh ở còn khóc thả, nhưng chưa tròn con áo lụa Hà Long. Anh mới liên bút ngửa trần gian dở,
cưới nhau về tay gọi tránh không. Ta gặp nhau giữa mảnh đời vất vả, mến nhau nhiều qua cuộc sống gian truân. Dẫu yêu thương phải chàng, dẫu yêu thương phải chàng ngàn tranh đấu, mai em về cho đỏ báo tên tan. Mai em về cho hạ trắng vi hoàng, anh đón em cả buổi xanh, anh đón em cả buổi xuân tròn tặng. Mỗi thời gian đến đâu là biên giới, mai em về cho dần nổi tương tiên. Thì bài hoa này thì em cũng muốn em không cái gì đó về với cạnh ha, là con một cái cơ hội hoàn thành để làm cái duyên rồi. Thì cái này cũng là cái vòng đó để em gửi gắm đến em. Một chút nữa anh nhớ gửi cho chị Lan bài thơ đó nha. Chị Lan chụp ảnh đi qua. Thì nói dạng dạng buồn suốt đời bài thơ dạng anh bài dạng anh sụp cho hết thế thôi. Ai một bài thơ ta dễ mà không kêu cho thuộc em hứa với anh Vinh anh gái thì cái nào mà có dịp em sẽ làm một bài thơ đừng tận với bạn tặng cho bạn gái nhớ làm nha. Dạ. Làm rồi phải thuộc nha. Rồi bây giờ cái này nhìn mình cũng không ngay. Đó. Bây giờ nói là không có đọc thơ gì nữa, không có đọc thơ của ai hết. Nói tự trái tim của mình, cảm xúc nắm tay anh thấy sao, thấy cái này làm sao, cái gì đó nói hết cho bạn nghe đi. Thì anh cũng hiện tại thì anh làm việc online một mình cũng 7 năm rồi. Thì cũng có một người nào đó cùng theo anh thì cũng theo thử tài khoản đời cầm bạc, thử thời gian cầm bạc. Thì hy vọng em sẽ cùng anh biết được những công việc và gia đình tâm một chút. Quý gì đó, quý gì để cho em yên tâm lên bỏ gọi cao lên Sài Gòn. Thì ở Sài Gòn thì em cũng ở 13 năm. Những công việc, những bạn bè thì em rất là quen. Thì nếu được á, thì ngân hàng cũng là xin khoảng là tiền cấp bách và mọi người con sẽ hứa cố gắng xin lên làm việc ở bên Sài Gòn để làm lắm. Rồi bây giờ đâu là chạy giờ đó là nói là bây giờ chưa bây giờ là nó cũng xíu tương lai cho nó trời mỏi đi chứ hiện giờ mình vậy rồi em tình nào để cho anh hướng tới gì đó. Thì hiện tại thì em muốn xin chưa vô đám cưới bỏ mấy đứa xin mấy đứa làm một cái hướng bạc vàng bạc viên cà mấy đứa tốt. Thì đã có định với nhà luôn sẽ sau kinh doanh bao lâu thì nó phải lên kiếm cái hình ra. Dạ em cũng mong ước với nhau khi nào mình tìm hiểu hiểu nhau rồi kiếm đến chứ em không có được thời gian là dài như mấy đủ đủ hiểu rồi cứ như vậy. Sau khi mở đèn thì về nào đây làm chủ đề mở rào. Dạ. Sau khi mở đào á thì anh ta nhìn con cảm thấy nó là dạ là em cũng vừa làm đào cũng như cũng như con cái lu băng rồi sao được rồi bây giờ là tùy ý bạn gái nha bây giờ tất cả những gì bạn trai đã thể hiện rồi những lời hứa những lời gọi là chia sẻ thật lòng rồi quan trọng là bóng hay không là do em gái. Còn mình là không, mình để tay bấm, mình thích bấm luôn. Nha, không trả lời gì hết. Rồi, tiếp thêm lên đây. Đó. Ở nhà để xin lời gì về những cái hình xanh nhé. Rồi, để móng được rồi. Sẽ có phụ ông có gì không, có cả bạn thường định kiến không? Và hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đến chị học lại nha. 1, 2, 3. Bây giờ chính thức
hai đứa hẹn hò nhau rồi. Tôi sẽ xin phép anh sai đại diện coi gia đình đó cho tụi em vô nhau tìm với nhau muốn bảo vệ con sóc bạn gái gì đó cho đến đang quân vào đạt ví dụ như vậy á tự nó xin phép anh trai là này gái thì em với bạn nữ là sẽ được phép được tìm hiểu rồi thời gian tới nếu có gì anh em mình gặp nhau dưới thời gian chính hào sẽ đẹp cho xin phép anh em không đại giá đúng đó nè tôi nghĩ nghe đừng để mất tiền gian tôi nha tiền gian tôi ngon lành lắm á đẹp lắm rất là đẹp thôi này nó hiền cây cũng có hiền vậy có tôi chắc hiền rồi nha dễ thương quá. Đây sắc sảo ha, chỉnh màu biết biết nét. Bây giờ ai chụp hình người ta cũng biết chỉnh hình hết á.